Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 3 tập 2 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 104. Ôn tập về hình học và đo lường. Bài số 1. Trang 114. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD và DE. Đoạn thẳng BC. BC. Đây, đoạn thẳng BC đây. Trung điểm của nó là điểm Q. Từ đây qua đây là 3 ô, từ đây qua đây là 3 ô. Rồi. Trung điểm chúng ta ghi như thế này nó dễ hơn ha. Q là trung điểm của đoạn thẳng BC. Rồi CD. C đây, D đây, N là trung điểm của đoạn thẳng CD. DE. D đây, E đây, M. Tại cái này bên này là 4 ô, bên này cũng là 4 ô. M là trung điểm của đoạn thẳng DE. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Cho các hình sau. Đây là cái hình tam giác, đây là hình tứ giác và đây là hình tứ giác. Tam là 3, 3 cạnh, được không? Hoặc là 3 đỉnh. Còn tứ là 4, 4 cạnh, 1, 2, 3, 4 hoặc là đỉnh 1, 2, 3, 4, được không? Cái này cũng là 4 cạnh. Câu A, viết tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình đây. Rồi viết tên. Hình này là hình tam giác MPN. Hình tam giác MPN có 3 đỉnh. MPN và có 3 cạnh. NM MP NP và góc có 3 góc. Thứ nhất là góc N, góc M, góc P. Rồi cái này, hình tứ giác A, B, C, D có 4 cạnh. AB, BC, CD và DA 4 đỉnh. Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D và góc có 4 góc.
góc A, góc B, góc C và góc D. Hình tứ giác HIKG. Hình tứ giác HIKG có 4 đỉnh. Đỉnh H, đỉnh A, đỉnh K, đỉnh G có 4 cạnh. Cạnh là HA, IK, KG, GH có 4 góc là góc H, góc A, góc K và góc G. Chúng ta qua tiếp theo câu B. Dùng EK để kiểm tra trong mẫu hình trên có mấy góc vuông. Rồi, EK, đây là cái EK. À, khi mà chúng ta đặt cái EK ở cái đỉnh của cái thước này và nó trùng với cái đỉnh này. Đó. Nó trùng như vậy thì nó góc vuông. Rồi. Còn cái này chúng ta đặt vào mà nó đi vào trong cái thước thì nó không phải. Rồi. Hoặc nó đi ra ngoài thì nó phải. Ví dụ như trường hợp nó đi ra ngoài. Ở trường hợp nó đi ra trong, như vào trong. À, vào trong thì cũng không được. Ví dụ như trường hợp nó đi ra ngoài này. Đó, nó đi ra ngoài ha. Nó cảnh đi ra ngoài. Như vậy chỗ này là góc vuông này. À, chúng ta chấm lát nữa rồi chúng ta sẽ viết lại ha. Đây, cái này góc vuông này. Góc vuông này. Cái này góc vuông này. Còn góc này không phải, nhìn là chúng ta biết đi vào trong. Còn nhìn rồi chúng ta thấy góc này và góc này, còn hai góc này không phải. Đây. À, góc này. Góc này. Đó. Đó. Còn góc này và góc này không phải. Đây, hình này, cái hình tam giác này có một góc vuông. À, hình tứ giác này có hai góc vuông, hình tứ giác này có hai góc vuông. Hình tam giác MNP có một góc vuông. Tại N. Rồi hình tứ giác A, B, C, D có hai góc vuông. Tại D và B. Hình tứ giác H, I, K, G có hai góc vuông tại G và K. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Các bán kính của hình tròn bên là. Đây là cái tâm. Bán kính của cái hình tròn này nó xuất phát từ tâm và nó đi ra đây. Được. Đây là 1 này, OM này, OP này và ON. Như vậy là 3 cái bán kính. Được. Cái này có 2 không phải. 2 nhưng mà MN nó là đường kính rồi. Được. Cái này M bên N là đường kính này.
Cái này MN là đường kính này, đó. Như vậy là OM, ON và OP đáp án là C. Chúng ta qua tiếp theo là câu số 4. Nối mẫu đồng hồ với cách đọc tương ứng 3 giờ 5 phút. Rồi chúng ta đi tìm cái đồng hồ mà cái kim ngắn nó chỉ số 3, nó gần gần số 3. À, đây, 3 giờ 5 phút đây. 4 giờ 15 phút, chúng ta đi tìm cái kim mà nó gần gần số 4. Cái này không có, không phải. Được. Đây, 4 giờ 15 phút, đây. 7 giờ 20 phút, chúng ta đi tìm cái kim mà nó gần gần số 7. Đây, 7 giờ 20 phút. Đồng hồ này là 9 giờ kém 15. Đây. Đồng hồ này chỉ là 12 giờ kém 5. Đây. Đây là 10 giờ kém 10. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước, đáp án đúng. Đây là cái khối hộp chữ nhật, đây là khối lập phương nữa. Câu A, khối hộp chữ nhật có 12 đỉnh, 16 đỉnh, 8 đỉnh, 24 đỉnh. Rồi chúng ta xem cái khối hộp chữ nhật này. 1 đỉnh nè, 2 đỉnh nè, 3 đỉnh nè, 4 đỉnh nè. 4 đỉnh ở trên với 4 đỉnh ở dưới nữa. Ở dưới đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Với cái đỉnh ở chỗ này nó bị khuất chỗ trong này nè. Vậy trên 4 đỉnh, ở dưới 4 đỉnh là 8 đỉnh. Nè, đáp án là C. Khối lập phương có bao nhiêu mặt? Nè, một mặt nè, mặt phía trước nè, hai nè, ba nè. Ba đây đúng không? Ba với lại là còn ba cái mặt bị khuất nữa. À, mặt ở dưới nè, mặt bên này nè, mặt phía sau nè. Như vậy tổng cộng là có 6 mặt. Đây, mặt trên nè, đây khối lập phương, mặt trên nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, ở dưới nữa là 6. À, 6. Khối hộp chữ nhật có bao nhiêu cạnh? Rồi, khối hộp chữ nhật và khối lập phương nó giống nhau. Một cạnh nè. Rồi. Hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh. Bốn cạnh ở trên với bốn cạnh ở dưới là 8. Với lại bốn cạnh đứng này nữa. À, 1, 2, 3, 4 cạnh đứng nữa là 4 x 3 bằng 12. À, tổng cộng là 12. À. Còn nếu như nhìn như đây nè, chúng ta thấy đây là một cạnh nè. À, hai cạnh nè, ba cạnh nè, với cạnh đứng nữa là 4. Rồi, này nữa nè. Cạnh này 5 6 7 8. Ở dưới nè 9 10 với hai cạnh khuất nữa là tổng cộng là 12, 12 cạnh. Đáp án là D. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 6. Người ta muốn làm hàng rào quanh một cái sân hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Đây, cái sân đây, cái thước bên này là 50 mấy, bên này là 100 mấy. Nè. À, cái này là chiều rộng, cái này là chiều dài. Hỏi người ta cần phải rào bao nhiêu mét, biết rằng phần để làm cổng rộng là 3 mét. Như vậy thực ra thì chúng ta sẽ đi tính cái chu vi của cái này. Nè. Rồi sau đó chúng ta trừ cho 3 mét. À, chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ có là P là bằng là dài cộng với lại là chiều rộng nhân 2. À, đó là cái chu vi. Rồi sau đó ta trừ cho cái này. Tại vì cái hàng rào thì cái chỗ này người ta không có làm là trừ 3 mấy cái cổng ra. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi tính cái chu vi của cái sân hình chữ nhật là chu vi sân hình chữ nhật là năm mươi chiều rộng cộng chiều dài 100, đóng mặt lại chúng ta sẽ nhân cho 2. 50 cộng 100, 150, 150 nhân 2 là bằng là 300.
Rồi 300 mấy chúng ta sẽ trừ cho 3 mấy này ra. Người ta hỏi người ta cần phải rào bao nhiêu mét? Số mét cần phải rào là ba trăm mà ta trừ cho ba là bằng là 290, 17 mấy. Đáp số 297 mấy. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 và tập trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập xong đàn lúc là mấy giờ? Đây là 9 giờ kém 10. Đây. Đây cái đồng hồ của thầy, đây là 9 giờ cái 10, đây người ta cũng có cái đồng hồ rồi, nhớ hơi nhỏ. 9 giờ cái 10. Được không? 9 giờ cái 10 nó nằm đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, người ta nói là tập trong 45 phút, rồi chúng ta đếm này. Đây là 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Đấy. Thế là chỗ này nó là bây giờ là 10 giờ kém đếm ngược lại. Còn không này 9 giờ 35 phút. Được. Cách thứ nhất là 9 giờ 35 phút. Hoặc cách thứ hai là 10 giờ kém. Kém này là 5 10 15 20 25 kém 25 phút. Được. Rồi. Chúng ta ghi chỗ này là một là cách thứ nhất là 9 giờ 35 phút. Nè. Hoặc là cách thứ hai chúng ta nói là 10 giờ kém 25 phút. Cách nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 45 phút ta trừ cho 10 phút. Bây giờ còn lại là 35 phút. Khi đó thì chúng ta sẽ 10 giờ đúng không? Lúc đó chúng ta sẽ có là 9 giờ. Tại vì 45 phút mà chúng ta sẽ trừ đi cho 10 thì nó ra là 9 giờ. 9 giờ như vậy chúng ta sẽ còn là 35 phút. 45 phút ta trừ cho 10 phút thì nó ra được 9 giờ. 9 giờ như vậy còn là 35 phút thì tới đây là 5 10 15 20 25 30 35 tới đây. Tới đây như vậy thì cái kim nó là đó là 9 giờ 35 phút. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc thầy học tốt.